pháo hoa nổ hay là pháo nổ đều là những định nghĩa khá mơ hồ đối với mỗi người dân. Đặc biệt trong dịp Tết sắp đến, hoạt động sử dụng pháo hoa có những diễn biến phức tạp. Để người dân hiểu biết cơ bản Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo chính thức có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2021, Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ đã bắt tay ngay vào việc tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho từng hộ dân nắm bắt, không vi phạm và đảm bảo những ngày Tết sắp đến được an toàn. Thời tiết những ngày cuối năm Canh Tý chuyển lạnh hơn, nhưng các tổ tuần tra của Công an phường Hòa Thọ Đông vẫn xuất hiện khắp nơi trên địa bàn, vừa kiểm tra lưu trú, vừa kết hợp hướng dẫn tuyên truyền đến từng người dân. Mỗi chiến sĩ công an cơ sở đang nỗ lực để mọi thông tin cơ bản về pháo nổ thuộc Nghị định 137 được phổ biến cơ bản nhất, hạn chế đến mức thấp nhất những vi phạm có thể xảy ra. Qua tuyên truyền của các anh công an thì em biết được hai loại pháo, đó là pháo hoa và pháo nổ. Pháo hoa là mình có thể được sử dụng và pháo nổ là mình không được sử dụng. Nếu chúng ta sử dụng sẽ vi phạm theo quy định của nhà nước. Và với bản thân em thì em ở đây làm việc thì em sẽ tuyên truyền với khách hàng và mọi người xung quanh để mọi người cùng biết. Việc kết hợp tuyên truyền về pháo nổ đến tận nơi ở được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Xuất phát từ tình hình cuối năm bà con bận bịu, thời gian hạn hẹp, Công an phường đã chủ động chắt lọc những thông tin cơ bản nhất gói gọn trong những tờ rơi, gửi đến tận tay các khu dân cư, tổ dân phố. Cùng với đó, Công an phường cũng tổ chức thông tin đến bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố nắm và phối hợp tuyên truyền cho mọi người ở khu vực được giao quản lý. Thông qua công tác kiểm tra lưu trú đã phát các tờ rơi đến cho người dân trên địa bàn phường và đã triển khai 17 các office tại các khu dân cư, nhà hộ dân trên địa bàn phường để người dân nắm và biết được cái việc là sử dụng pháo hoa như thế nào và có việc là sử dụng pháo hoa trong các ngày lễ, ngày Tết. Mặc dù mỗi loại pháo có quy định sử dụng riêng, nhưng việc mua bán tiếp tay đưa pháo nổ, pháo hoa nổ vào khu dân cư là việc làm sai trái. Mọi người dân cần phải chú ý cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng những việc làm sai trái đó, để có biện pháp ngăn chặn xử lý phù hợp, góp phần làm cho Tết Tân Sửu sắp đến thêm yên bình.